Chào mừng các bạn đến với kênh Tóc Sao Hoa. Và Tóc Sao Hoa tin rằng trong bản tin hôm nay, các bạn sẽ được cập nhật thêm nhiều thông tin mới nóng hổi và bổ ích. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với những thông tin mới có trong ngày hôm nay. Thứ nhất, Cúc Tịnh Y. Sinh năm 1994 là ca sĩ diễn viên nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc hiện tại. Cô được mệnh danh là Mỹ nữ 4.000 năm có một, nữ thần của chàng thế hệ mới. Tuy nhiên, nhìn những hình ảnh thời chưa nổi tiếng của Cúc Tịnh Y, đến fan của cô cũng khó nhận ra. Nữ diễn viên bị nghi đã đụng chạm dao kéo để có được nhan sắc mỏng manh trong sáng hiện tại. Thứ hai, Phạm Thừa Thừa. Phạm Thừa Thừa là em trai của Phạm Băng Băng, nhưng trước khi gia nhập làng giải trí, anh rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Để chuẩn bị trở thành nghệ sĩ, Phạm Thừa Thừa từng sang Hàn Quốc học tập trong 3 tháng. Khi về nước, nam ca sĩ sinh năm 2000 lột xác về ngoại hình, trở nên điển trai và thời thượng hơn. Thứ ba, Ngụy Đại Huân. Người tình tin đồn của Dương Mịch từng có thời quá khứ tự ti khi sở hữu ngoại hình thừa cân. Ngụy Đại Huân tiết lộ anh nỗ lực giảm cân để thi vào Học viện Hí kịch Trung ương với mong muốn sẽ có cơ hội hợp tác với thần tượng. Hiện tại thì Ngụy Đại Huân và Dương Mịch được cho là đang hẹn hò với nhau. Thứ tư, Hứa Khải. Mỹ nam Diên Hy công lược khiến hàng triệu khán giả nữ phát sốt vì ngoại hình điển trai, khí chất kiêu ngạo kiểu bad boy. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cũng nghi ngờ Hứa Khải từng chỉnh sửa mắt và mũi. Thứ năm, Thái Tử Khôn. Nam ca sĩ Thái Tử Khôn mang vẻ đẹp unisex hiếm có trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, thời điểm bước sang tuổi dậy thì, Thái Tử Khôn có làn da ngăm đen nổi mụn, hàm răng khấp khểnh. Thứ sáu, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong quá khứ có đôi mắt một mí khá rõ. Sau khi nổi tiếng, tài tử phim Trần Tình Lệnh cũng từng bị nghi đã tiểu phẫu để mở rộng đôi mắt và tạo hai mí. Bên cạnh đó thì Tiêu Chiến còn giảm cân, chăm sóc da và tạo lại dáng lông mày, nhờ đó mà ngoại hình của anh trở nên sáng lạn hơn khiến khán giả châu Á phát cuồng. Thứ 7, Dương Tử. Dương Tử là diễn viên 9X hot nhất Trung Quốc hiện tại, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, nhưng nữ diễn viên phủ nhận dao kéo mà khẳng định đẹp lên nhờ giảm cân. Cô từng sở hữu khuôn mặt tròn, đôi má bánh bao, nước da ngăm đen, gò má cao, mũi lớn, đôi môi dày và kém sắc. Sau một thời gian, Dương Tử trở lại với ngoại hình xinh đẹp hơn, làn da trắng, gương mặt vi lai, mũi cao thon gọn. Thứ 8, Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt sinh năm 1998, được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Tuy nhiên, khi chưa được trang điểm kỹ lưỡng, làn da của Dương Siêu Việt kém săn chắc, sạm màu, nhạt nhạt, đôi mắt nhỏ khác biệt với cửa sổ tâm hồn to tròn, long lanh thường thấy. Khán giả cho rằng Dương Siêu Việt đã sử dụng nhiều phương pháp trang điểm giúp đôi mắt to hơn, nhờ đó giúp nhan sắc cải thiện đáng kể. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tóc Sao Hoa. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những tin tức mới nhất của nhóm. Và bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!